Rồi, rất vui khi gặp lại được cả nhà nha. Thì cả nhà ơi, cả nhà cho kênh Săn Bắt Vĩnh Long á, lời nói đầu tiên á, thì kính chúc cả nhà một ngày á, được dồi dào sức khỏe và làm ăn được thành đạt nha cả nhà. Thì ngày hôm nay á, mình cũng lại tiếp tục đi thăm bẫy nữa cả nhà ơi. Thì đồ nghề đó, xe đó đậu đó, mình cũng mới vừa mới tới thôi nha. Đó, thì ngày hôm nay đi thăm cũng khoảng chừng 20 mấy 30 cái cả nhà, chứ không nhiều. Bẫy riết bị chó giật đồ này kia rồi nó hào quá rồi. Kiểu này chắc kiếm tiền lần lần làm ít ca ít chục cái nữa cả nhà ơi, khoảng chừng 60 70 cái nữa cái hẳn xuống bẫy thêm. Bây giờ đó, là nó mất bẫy quá trời rồi, 200 mấy cái, gần 300 cái, mà giờ đón đón khoảng chừng còn chừng 100 mấy cái rồi cả nhà ơi. Rồi, cái đó thì mình làm ăn chuyện tiêu hao á, thì cái đó là quá bình thường rồi ha. Rồi ngày hôm nay á, thì mình cũng vừa tới điểm luôn, thì bắt đầu quay cái camera lại đi mà thăm bẫy nha cả nhà. Rồi bắt đầu đi lại xem ba cái này đi rồi hả, xuống thăm bẫy cả nhà ơi. Đây thì cũng vừa mới tới, thì cũng như thường ngày hả cả nhà. Đây là túi lưới nè, đó, đây là lúa ở dưới này á, thì cũng chuột đó. Nay bắt có 15 con ở nhà ơi, bắt có 15 con chuột mà chạy len ten, đây là chai nước mình đi theo có khác mình uống. Rồi, để xuống thăm cái đầu tiên luôn. Cái đầu tiên này á, thì hôm rồi á, đặt cái chân cái bụi tre đằng đó đó, mà nhưng bị chó nó quật banh hết trơn rồi, dời lên đằng này á cả nhà ơi. Bước xuống đây thăm cái bẫy rồi. Đâu cái bẫy dời ra đây đâu, đây nè cả nhà ơi. Này coi có xem sao ở điểm xa xa này coi làm sao nặng nề gì hết, lộ nhẹ tè nè, bị chuột chết nữa hay vậy, chuột đâu. Rồi cái đầu tiên chú chuột đã đứt bóng cụ chì xong luôn. Rồi cái đầu cũng không dính rồi. Rồi để xử lý đi thăm cái tiếp theo nữa cả nhà ơi. Rồi tới cái lợp nữa cả nhà ơi, để bỏ cái vỏ xuống này lấy lúa chân chỗ này nó mát, lại thăm cái lợp có lông không nữa cả nhà. Cỏ này là thỏ nó mê ăn dữ lắm luôn. Thăm cái bẫy dưới mé ao ngàn năm, ngàn năm cái bẫy. Có con gì không đây, có con gì, có con gì không đây, cái lợp này, cái lợp này gì nó dính cỏ nặng nặng cái gì ta, chạy 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 nặng 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 rồi cái nhà, nặng rồi, nặng rồi. Rồi, 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 rồi em nhức rồi, em nhức rồi, em nhức rồi, tôi em nhức rồi, em nhức rồi cả nhà ơi, nhức cổ nhức rồi mà không biết mấy này. Nặng lắm mà không biết nhiêu đây nè. Sướng rồi, sướng rồi, sướng rồi, sướng tay, sướng tay, sướng tay. Cui hàng coi, cui hàng ra coi, trời ơi, quá cỡ quá, ôi ui, năm lãng, năm lãng rồi cả nhà ơi. Ôi nè, lúa rồi nè, trời ơi, năm lãng, năm lãng, sướng quá nè nhà ơi. Quá nhìn đã đợi không, vui nó đã, bắt gà, bắt gà, quá sướng rồi. Con này con đầu tiên, hồi nãy giờ thăm cái này nữa là ba cái đó cả nhà ơi. Cái đằng đẳng này chân tổ người ta làm cam á, rồi không có quay thoạt xuống bỏ bịch lúa vô cái làm đi liền. Con đầu tiên, đầu tiên, đầu tiên rồi, con này hên là được 6 lạng luôn á cả nhà ơi, hên là được 6 lạng luôn á, ỉa tùm lum hết trơn luôn nè, chưa sướng không, quá cỡ cả nhà ơi, sướng quá trời sướng rồi, quá đã, quá đã. Ồ, hay chưa,
nó ỉa ỉa tùm lum trên tay chân luôn nè cả nhà. À, con này làm như nó đói nhiều ăn vô nó chưa, nó tiêu quá nó phát tán ra, nó không đủ cái lượng ỉa ra ngoài. Thôi, để bỏ vô rồi đi thăm cái tiếp theo nữa cả nhà ơi, vô quá rồi. Rồi ở đây có cái bẫy nữa luôn, mới dính đựng con đó không được nhất rồi cả nhà ơi, con đó khoảng 5 lạng. Ừ cả nhà ơi, cho kênh Săn Bắt nói những cái điều này ha. Thì mấy anh em làm YouTube á thì có tương tác với nhau á, từ từ á thì kênh Săn Bắt trả nha, chứ kênh Săn Bắt không có trả liền nha, cả nhà thông cảm. Mà kênh Săn Bắt coi lại cái comment sẽ cho cả nhà trả công lại cho cả nhà hết luôn nha, cả nhà yên tâm đi. Nếu mà tương tác với kênh Săn Bắt thì kênh Săn Bắt Kim Long sẽ tương tác lại thôi, đừng có sợ những cái chuyện đó nha. Một lượt đăng ký thì đối với mình á thì không có quan trọng gì mấy đó, mình đăng ký lại ủng hộ cho các anh chị em và chú bác hết trơn luôn đó, hết trơn trên lĩnh vực làm YouTube nha. Rồi để thăm cái bẫy cho cả nhà thấy nè, có công chuyện không đây. Rồi vắng bóng chiều nay còn nguyên chút chuột luôn. Còn nguyên chút chuột luôn cả nhà ơi, kìa, nó bò kìa. Nó thấy không? Đó. Rồi bỏ lúa vô. Rồi, đi thăm cái tiếp theo nữa luôn cả nhà ơi. Rồi, tiếp tục vô cái bẫy nữa. Ôi, người ta làm nè cả nhà, cái này là người ta làm bông nha cả nhà, làm bông cam á. Đây cây cam của người ta đây đã cây 5 cây 6 gì đó, rồi bắt đầu người ta làm bông không cần chích thuốc, đậy bằng phủ nha cả nhà. Cái này đậy bằng phủ là khoảng chừng 4-5 tháng 5-6 tháng gì lận, rồi bắt đầu người ta mới tháo cái màng phủ này ra, tháo cái màng phủ này ra bắt đầu người ta đun nước vô là nó xì đọt ra, là bắt đầu nó ra bông nha cả nhà. Thôi dòng do làm gì nữa, đi vô thăm cái bẫy, bỏ ở đây đi cả nhà ơi, bỏ vỏ ở đây đi, ở đó nắng quá, để đem ra ngoài nắng này chuột chết trời. Nặng cái nữa lấy tinh thần coi, tinh thần. Rồi nghe cái sẹt là thấy gầu vậy đó. Không biết còn chú chuột không ở đây. Còn chú chuột còn. Im rồi. Chú chuột còn là mừng. Rồi, để đi thăm cái tiếp theo nữa cả nhà. Rồi cả nhà ơi, ngay trong khu vực này có hai cái nha cả nhà. Có hai cái. Khu vực này mới dời mấy cái bẫy qua đây nè. Không tập cái clip cam được không? Vừa mấy clip cam ngàn năm nè. Thấy đã đã không không? Chàm này là cũng lâu lâu lắm nha cả nhà. Chàm này cũng nói chung là chắc cũng cỡ năm ngoài gì à, mới bự được như vậy nè. Vô mình đặt cặp đây nè. Tới cái lợp này. Tới nè cả nhà. Bữa mình đặt đây nè. Mới dời. Lấy cái lợp mấy cái điểm mà mình đặt nhàm nó dẫm hết trơn rồi đó. Có gì không? Ở chết chỗ cái gì ta. Chà. Tụi nặng cả nhà, nặng rồi. Ôi hổ hành. Hổ hành cả nhà ơi, kìa. Ủa. Sướng rồi. Để mình gắn cái cây vô cả nhà ơi. Gắn cái chân vô mới được. Sướng rồi nha. Có hổ hành rồi. Nãy giờ dính được hai con rồi cả nhà ơi. Cho cả nhà xem nè. Con cái nãy có 5 lạng đó. 5 lạng với con cạc đầu, mình không có quay. Đó, quay mà không có quay mà cắt bỏ. Khui nha. 1 2 3 khui. Chà, trời ơi nằm cục luôn nè cả nhà. Sướng chưa? Vui nè, quá. Sướng cuộc đời không cả nhà. Vô nó đã.
bắt ra cả nhà ơi. Sướng rồi, hai cái rồi, mình có hai cái ngăn cả nhà. Mình dời mấy cái điểm này lại đây mới nè. Con này chắc nhém nhém sáu lạng rồi nha. Nhất luôn rồi nha. Ra coi. Ra. Rồi, sáu lạng luôn rồi cả nhà ơi. Nè. Sướng chưa? Đã không? Nó tàu nó ỉa rồi nè, cả nhà thấy không? Ỉa cái banh cái ngón tay luôn. Trên cầm tay nữa nè. Đó, thì sướng cho đèn xịn cả nhà, gắn này gắn đèn luôn nè. Sướng hôn nữa. Trời ơi, đã dính chú gắn là sáu lạng là sướng rồi. Đó, sướng cục đại chưa? Lật cái bụng lên cái này. Nó trắng bát luôn. Cả nhà ơi, để bỏ vô rồi đi thăm cái tiếp theo nữa nha. Còn ở đây có hai cái, thăm cái dính con rồi. Bữa để còn cái nữa coi xem sao. Rồi, đi ra cầm thăm cái kia luôn nữa cả nhà ơi. Mới bắt gắn ra rồi đó. Ra cái kia coi sao. Chui đường. Bỏ cái gió ở đây đi cả nhà. Để bịt lúa một cái. Lúa lại thăm cái này. Đây lúa đây. Đây lỗ trong phọc này, lỗ trong phọc lên. Không thấy gì trơn ta. Rồi cả nhà ơi, sướng nữa rồi. Sướng nữa rồi cả nhà ơi, thấy cái đuôi rồi. Chiếu chiếu tổng luôn. Không biết bự hay nhỏ nghe. Trời ơi, có lý cỡ con nãy luôn cả nhà ơi. Nè cả nhà thấy không, cái đầu nó nè. Xuống rồi. Hai cái tụm hai em luôn. Trời ơi. Đúng là vợ chỗ này không lầm thiệt cả nhà ơi. Vợ chỗ này không lầm nha. Chuột cắn banh nào cho nha. Trời ơi. Nè cả nhà ơi, nó bò lắc bóng hết trơn luôn nè. Thấy không? Lúa ngàn trùng luôn nè. Đó, chưa im chưa. Con này khoảng 4 lạng cả nhà ơi. Nhỏ hơn con kia 6 lạng. Kệ, 4 lạng có 4 lạng. Cũng được rồi. Có hơn không? Con gắn 4 lạng là giờ này kiếm gắn 4 lạng cũng khó lắm nha cả nhà. Quá trời đồng nghiệp đặt rồi. Quá cỡ đồng nghiệp rồi. Ôi lại là nó ỉa lên tay mình nữa. Đây nó. Con nào bắt ra cũng ỉa hết trơn luôn. Gắn ỉa mà. Bắt ra là ỉa. Thấy chưa? Cả nhà thấy không? Ôi dồi ức rồi nè. Trắng bích luôn. Trời nắng này gắn sạch thiệt. Tàu vô nó ỉa cả nhà thấy không? Nè. Thấy gớm không? Đó. Rồi để bỏ vô đi thăm cái tiếp theo nữa cả nhà ơi. Rồi, dạ vô đây thăm hai cái bẫy nữa cả nhà ơi. Vô vườn chuối nè. Mấy clip này thấy cũng lâu lâu rồi mới giờ bẫy vô đây nè cả nhà. Bẫy. Dép gì vậy? Bên đây. Đây nè cả nhà. Đưa hàng đây. Đáy hầm nhẹ nhẹ thôi. Tới thui vậy ta. Nó nhẹ tới. Còn chuột không biết. Rồi. Con chuột chạy ra luôn rồi. Ôi ơi, để xử lý cho cả nhà. Chạy. Để dở hôm bóp bóp bên chuột chạy. Rách ham thì rồi, mới xử lý con chuột rồi vậy cả nhà. Giờ lại thăm cái thứ hai này. Chuột nhào ngoài tiêu không có chuột mà. Để dở cái nó thủ sẵn.
làm cái tọt ra ngoài tiêu nhanh thiệt, đúng rồi, nhanh nhanh như chớp. Đây nè cả nhà, nó gùi bu hay gì mà có gì không, gùi bu hả, nó cứt đá vậy không, trời ơi trống trơn chứ mà nó nhẹ tay nó còn chuột không, còn chuột ở nhà biết trọng lúc ở dưới rồi, hai cái cũng như chất ngoạc luôn, sọc ấy da không dính luôn, để đây mưa mưa xuống rồi lấy gạo liền á cả nhà. Rồi để đi thăm cái tiếp theo nữa nha. Rồi cả nhà ơi, điểm này ngày đây có hai cái nha cả nhà, để mở vỏ sách đây đi, mở sách đây đi qua đây mình thăm nha, thăm cái đường này nè, đường này hai cái bỏ đây đi. Đây mình có một cái bẫy nè cả nhà, đây. Còn không? Còn cái bẫy không? Còn có cực đáy hả? Trời ơi, còn nguyên chuột luôn cả nhà, nguyên chuột luôn. Ngoạc. Lên qua anh kia một cái luôn. Khó đi quá, không có quải vỏ theo được. Luôn luôn vô đây nè. Cắt nhỏ theo. Luôn 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 vô đây nè. Dây nhỏ lum quá. Nè, cái bẫy này. Bẫy này nó ngay đâu đây? Ngay đây, ngay đây nè cả nhà. Đó là một cái nó nặng, một cục đá xanh nổi hết rồi, gỗ không có cứt đá gì chơi, mất, chuột con tiêu rồi, trời nó chết chuột tiêu rồi nha, con này nó đã mà chết tiêu con chuột rồi, ôi, uổng. Để mình đem qua bển mình bỏ chuột vô rồi đặt lại rồi đi thăm cái hai cái gì nữa nghe cả nhà. Rồi nha cả nhà, còn cái nữa nghe cả nhà, hết bảy luôn bây giờ, còn cái cúng củi coi. Cái coi có khoảng cái gì không đây, đóng con bự bự nữa coi, lấy tinh thần vậy, hên xui, hên xui khó đi, khó đi quá cỡ. Cái cúng cụi luôn đây, ai mau ra vậy đi nè, ủa ngay đâu tiêu rồi cả nhà ơi, kì vậy ngay đây mà. Ăn trước 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 cả nhà ơi, lộn rồi. Ngay đây nè, thấy rồi kìa,
cứt kìa không? Dơm á. Rồi rồi rồi, có cứt rồi cả nhà ơi. Có cứt rồi nha. Mà không biết cứt cũ hay cứt mới nữa. Để nhớ mà. Trời ơi, cứt cũ cả nhà ơi, cứt cũ. Ủa nặng 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 nặng. Nặng nặng nặng. Tàu ơi, ngủ mạnh. Tàu dối cuối cùng. Tàu dối sướng. Nè cả nhà thấy không? Đáng xị luôn nè. Để gắn cái chân vô cả nhà ơi. Trời ơi hên. Cuối cùng luôn. Rồi cuối cùng vậy cũng được rồi. Cũng được là may mắn nè. Bắt ra luôn. Đó. Khui hàng coi. Khui hàng, khui hàng. Khui hàng, khui hàng. Trời ơi, ba lạng cả nhà ơi. Nè nó ỉa cục kích xe lộn nè cả nhà thấy không? Nó sướng sướng rồi. Đây nè cả nhà ơi. Thành quả ngày hôm nay được nhiêu đây nè. Nó cả nhà thấy không? Đó. Toàn là kẹt đầu không luôn á cả nhà. Bữa nay kẹt đầu với chết quá trời luôn rồi mình không có mình có quay mà mình cắt bỏ hết rồi cả nhà ơi. Quá trời kẹt đầu chết sình thứ ịnh nhóc chân. Cũ thiệt chứ. Nó có cứt rồi tính đâu cứt cũ. Ai ngờ cứt mới, có lý. Kệ cuối cùng vậy có vậy là mưa kệ. Im rồi. Im mà im im mà gắt. Gắt chút. Gắt. Ba lạng, ba lạng. Ba lạng. Ui ba lạng cả nhà. Đó, ỉa một cái tùm lum chân luôn thấy không? Đó. Vậy cũng ngon rồi, ba lạng là im rồi. Đó, sướng 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 sướng. Rồi cả nhà ơi, để xử lý đặt cái lạp lại rồi. À, đi cân gắn cho cả nhà xem nha, đi ra ngoài trống rồi cân cho nó khỏe. Rồi cả nhà ơi, bây giờ cũng ra chỗ trống trải rồi nha, cân gắn cho cả nhà xem nha. Bắt mười mấy con chuột hết trơn luôn nè cả nhà. Nè cả nhà coi nè, thiếu chuột luôn, sạch bon luôn, không còn con chuột. Vỏ này cũng tới dữ lắm rồi, chưa có tiền mà để mua cái vỏ mới nữa. Nó ngày hôm nay thì thành quả cũng được nhiêu đây nè cả nhà ơi. Đó, thấy chưa, hổ hành không, hổ hành gặt kia luôn mà kẹt đậu hết. Chục con kẹt đậu hết 6 con rồi. Trời ơi, con này ngủm hay gì vậy. Thôi, để lấy cân ra cân cái cả nhà. Coi bữa nay thành quả được bao nhiêu. Dính là lớp chết rồi, nó kẹt đầu búa xuống búa chứ. Để đón thử nha cả nhà. Cân này là đón thử cái tài thử rồi. Chắc cỡ 2,5 kg cả nhà. Đón cỡ 2,5 kg. Thổi trả giá. Thử rồi được nhiều. Đầu thử rồi nha. Tăng 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 tăng. Tăng 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 tăng. Ôi thần đất địa ơi, ngay chân luôn cả nhà ơi, coi kìa. Nó hơi giác một tí kìa. Đó. Lấy nét cái coi. Đó, chút xíu nữa là 2,6 kg nha cả nhà. Thì trừ cái túi lưới này 100 g đi, nó tới luôn rồi đó. Trời ơi, ngay chân 2,5 kg luôn cả nhà. Công nhận thiệt. Mình không khi nào mà mình cân trước, mình cân rồi mà mình cân sau mình nói nha cả nhà. Không có thiệt. Đón thử tại đó biết cái tay cầm á. Biết cờ quen với nhìn cái số lượng gắn nè. Nó dính rồi nhìn thấy gắn cỡ cỡ rồi nó quen mắt cả nhà, cầm lên nó cũng quen tay rồi. Cả nhà ơi, cả nhà có xem qua cái đoạn video của kênh Săn Bắt Vĩnh Long á thì mong cả nhà ủng hộ like và subscribe và ấn chuông để đăng ký đặng kênh Vĩnh Long, kênh Săn Bắt Vĩnh Long á có cái động lực làm tiếp cái video mới nữa cả nhà ơi. Đặng mà có lượt đăng ký rồi lên nó kênh Săn Bắt mặn cho nó cái đoạn video có nó hoàn chỉnh hơn nữa cả nhà ơi. Đó mà nhưng bây giờ thì nói chung là cũng muốn hết khả năng nói chung vậy đi thì cả nhà ủng hộ cho kênh thì kênh có động lực nằm đêm đặng gác tay anh chán anh có suy nghĩ làm những cái video hay hơn nữa cho cả nhà xem nha. Hài đồ này kia chút đỉnh vô nữa, tại nói chung là đi có mình nó cũng mệt đó cả nhà cũng thông cảm phần đó nghe. Rồi. À, chào cả nhà luôn.
rồi hẹn cả nhà cái những tập tiếp theo nữa nha.